Trung à, xin chào tất cả anh em nhé. Lại thêm một cái video đồ chế nhé anh em. Trên cái video này Trung đăng 3 món. Đây coi, Trung có một đôi motor bi hàng cũ nha, cũ tháo xe, một con tháo hàng bãi này, một con tháo hàng dân này. Con này thì hàng bãi, con này là cái con HST nhé. Trung sẽ giới thiệu chi tiết từng con. Đây là cái con motor bi giống như cái bộ mà ba con hôm trước mình đăng ấy, nhưng mà cái con này nó nhỏ hơn. Cái lốc sau nó, cái lốc bi nó rất là mỏng nha, khoảng 2 cm thôi. Loại này gì thì cái lưu lượng nó nhỏ, lực kéo nó nhỏ. Cốt 30 chốt nha, xài chốt bi, chốt Carbet nha nè. Con này tháo hàng dân sạch sẽ, mình cũng đã thử lăn cốt rồi, hút hơi ngon lành hết. Đây cái chiều dài tổng thể của nó đây. Tổng thể cái thân nó thì nó khoảng 19 đến 20 nhá. Khoảng 19 thôi. Đấy, cốt 30 này. Loại này thì nó chạy cái lưu lượng nó nhỏ, chắc tầm vài chục C nó ra được một vòng thôi. Còn đây là cái con có motor có quay to này. Nó dính với cái hộp nhông lung tung lắm mà mình chỉ có còn tháo bỏ hết rồi, còn có cái phần motor thôi. Đây anh em thấy cái lốc bi nó dày này, khoảng tầm 4 cm hoặc hơn này. Loại này thì lực nó lớn hơn. Vẫn là cốt 30 nhá, xài chốt nhá. Mặt bích vuông. Đây này, bắt bắt bu lông bằng 4 ốc nhá, hình vuông. Con này thì nó khoảng vuông vuông nó khoảng 9,5 đến 10 cm gì đấy. Cốt 30. Rồi. Đây, cái thân của nó thì nó hơn 20 chắc rồi. Con này là thân nó khoảng 21. Đấy, con chung có hai con, tí nữa chung báo giá trên tiêu đề nha. Còn đây là một cái bộ HST này. Tháo máy gặt nha, mấy cái con bơm chạy của máy gặt đấy. Con này nó có cả cái bơm đuôi, đuôi kích luôn nha, bơm nâng mỏ này. Cái con này nó tầm khoảng 5C, 5C rưỡi thôi là hết cỡ. Đây. Đấy. Mấy cái con Shimazu bé bé này. Con số gì không biết nữa. Đây này, Shimazu này. Còn đây là nguyên cái con H, cụm HST. HST này thì nó nằm trên con máy gặt Mitsu, hình như là 45 ngựa nhé nè. Đấy. Chuyển trái, chuyển phải này. Chạy thuận, chạy nghịch này. Đấy, có cái cơ cấu điều khiển của nó đấy. Hàng bãi chất lượng. Đây, cốt vào đó nha anh nhé em. Đây là cốt vào này, cốt động cơ kéo này. Cái này là cốt cốt bị động này. Cốt ra đấy. Này, động cơ kéo vào đây. Tiến lùi hay là dừng, chạy thuận chạy nghịch hay là dừng thì do cái vị trí của cái điều khiển này nhá. Đây, nghiêng mặt trà, là vị trí nghiêng mặt trà này. Anh em mà không hiểu cái nguyên tắc của bơm HST là gì thì cứ lên mạng gõ chữ HST ra nhé, tìm hiểu thêm. Đấy, mình có nguyên một cái khối như vậy. Khối này thì kích thước nó tương đối lớn. Đây này, 20 là khoảng găng tay chỗ này nhé. Đấy, để anh em cảm nhận được cái kích thước của nó. Mình có thêm một cái phần đuôi, phần HST thì nó chỉ đến đây thôi, với cái lọc ở trên thôi. Đây là có thêm một cái bơm bơm kích để nâng mỏ nhé, nâng mỏ cắt nhé. Hai ống trên dưới này, hai ống về thùng ấy, thùng chứa đấy. Còn bản thân ở trong thì nó lúc nào nó cũng đầy dầu thì nó chạy rồi, đầy nhất 10 ấy. Rồi, chung có ba cái món đồ chế như vậy đó, anh em xem có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé. Những món hàng có sẵn tại nhà, anh em có thể đến xem bất cứ lúc nào. Ở nhà thì còn rất là nhiều cái món đồ chế hay hay nữa, rất là nhiều cái thứ luôn, không biết là thứ gì. Làm cái công việc giả đồ thì nhiều cái thứ hay ho lắm. Motor thước ga này, một đôi motor thước ga này, công tắc điện này, lung tung đầu điện này,
ba này. Nói chung là rất là nhiều thứ trong đây. Mỗi một khay là một cái món đồ, một cái thùng đồ là một cái món đồ gì đó. Xi lanh điện này, xi lanh điện kéo ga hay là kéo gì đây, điều khiển gì đây. Rất nói chung là cũng khá là nhiều thứ giả đồ, anh em xem có cần chế đồ các kiểu đấy. Con đề này, đề của máy C240 mình rã ra này. Heo 4, heo 6, heo 8. Năng kéo điện này. Rồi, chung kết thúc video nha. Anh em xem có quan tâm, có cần món gì thì cứ để lại là bình luận hoặc là điện thoại trực tiếp nhé.